Mọi người thì mọi người hay thắc mắc là mình dưỡng da như thế nào mà da đẹp thế, thì hôm nay mình sẽ trả lời mọi người nha. Đầu tiên là giới thiệu cho mọi người cái tẩy trang mà mình mới săn sale được, vừa to lại vừa rẻ. Mình ít khi đánh phấn cho nên là mình chỉ tẩy trang những cái bụi bẩn ngoài đường, giờ thì sạch trơn. Tiếp theo là sữa rửa mặt, loại này thì cả da khô, da mụn, da nhạy cảm đều sử dụng được nha. Có độ pH chuẩn 5.5, làm sạch sâu vừa đủ nhưng không gây khô da. Đây là bước dưỡng da quan trọng nhất của mình đây, serum dưỡng da. Serum này không chỉ làm sáng da của mình mà còn giúp đời màu da và giúp làm mờ thâm nám tàng nhan nữa. Serum này quá thần thánh, mỗi khi bôi xong là thấy da mình đẹp hẳn luôn. Để tối ưu hóa tác dụng của serum, mình còn xài thêm kem dưỡng trắng da nữa. Xài cái bộ này một thời gian thôi mà mình đã thấy da mình trắng sáng và căng bóng hơn hẳn, rất là thích, mê mê cực, nhìn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời luôn ý. Đầu routine là mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt của nhà SVR tại nó siêu hợp cho làn da dầu của mình. Dùng thích lắm, tại dùng xong là thấy da được làm sạch, không còn cảm giác bã nhờn dư thừa nữa. Làm sao để mình biết được sữa rửa mặt này tốt và phù hợp với loại da dầu như mình? Cách chị em chúng mình hay làm chắc là đi hóng hớt review chân thật nè. Mình hay hóng hớt từ app ReviewTee vì ở đây như cộng đồng làm đẹp thu nhỏ. Bạn sẽ đọc được đánh giá sản phẩm bạn cần tìm, hình ảnh thật từ người dùng và đặc biệt biết được họ có cùng loại da với mình không. Nhờ vậy việc mình quyết định mua hoặc không mua sản phẩm cũng trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo là mình sử dụng nước thần của nhà Lancôme. Mình dùng một tháng hơn và cảm thấy da rạng rỡ và mềm mịn hơn hẳn. Kiên trì sử dụng bạn này là có được làn da căng bóng như mấy chị Hàn Quốc luôn. Sau đó mình dùng gel dưỡng ẩm và phục hồi của nhà SkinCeuticals. Do da mình tiết dầu quá nhịn, sáng mình dùng em này như bước dưỡng ẩm luôn. Em này cung cấp độ ẩm phải nói là siêu tốt mà còn giúp giảm sưng viêm mụn nữa. Bước cuối là mình dùng kem chống nắng Matiderm dành cho da dầu và cực kỳ hợp với làn da treatment. Vậy là kết thúc.
Hello mọi người, lại là Quỳnh Anh đây. Hôm nọ thì mình có quay cái clip routine buổi tối trị mụn ẩn và mọi người yêu cầu mình làm buổi sáng khá là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ quay cái routine buổi sáng của mình nhá. Cái tủ đồ của mình hôm nay đã update thêm một đống đồ mới rồi. Thời gian tới mình sẽ review hết cho mọi người. À đây, nhân tiện quay cho mọi người cái mụn viêm. Chắc là ngày mai mình sẽ quay một cái routine riêng để trị mụn viêm. Cái routine buổi sáng của mình thì khá là đơn giản. Mình chỉ tập trung vào việc phục hồi da và cấp ẩm cho da thôi. Thì đều đặn mỗi sáng mình sẽ rửa mặt sạch, sau đó thì đắp một cái mặt nạ phục hồi. Mọi người nhìn xem cái da của mình căng bóng mướt thích không. Sau đấy thì mình sẽ chọn một cái serum cấp ẩm và mình thoa lên vitamin C để mờ thơm. Sau đấy thì mình sẽ dùng kem dưỡng ẩm của nhà Skin 1004 là dạng smoothing cream. Chất của nó gần giống dạng gel và khá là dễ thấm. Và em này còn mờ thơm thúc đẩy sản sinh collagen. Mình rất là thích cái finish của em này, không hề bị bí da một chút nào. Tiếp theo này cũng là một cái em kem chống nắng đến từ nhà Skin 1004 luôn. Thế là em này ở điểm đấy là em ấy không bị burn drip vào, cái độ finish rất là đẹp, nhanh thấm không gây cảm giác bí da. Và chúc mọi người da đẹp nhá. Theo yêu cầu của tất cả mọi người thì hôm nay Nhi sẽ làm một video skincare buổi tối của Nhi nè. Nhi sẽ thực hiện tẩy trang mắt đầu tiên và sản phẩm Nhi dùng là Herin Kiss Me. Sau đó thì Nhi sẽ dùng tẩy trang Bioderma dòng màu hồng dành cho da nhạy cảm. Sau khi tẩy trang xong thì mình sẽ dùng sữa rửa mặt Purity. Sau đó Nhi sẽ dùng tẩy da chất hóa học AHA 5%. Đây là một sản phẩm tẩy da chất hóa học mà còn giúp da chúng ta đều màu hơn nữa. Tiếp theo thì Nhi sẽ sử dụng serum làm sáng da của nhà Peach & Lily. Sau khi thoa serum xong thì Nhi sẽ khóa tất cả các dưỡng chất lại bằng một lớp kem dưỡng ẩm Aquamarine. Và đây chính là bước Nhi thích nhất, đó chính là di tinh chất bằng máy truy lai. Thì Nhi dùng màu tím, đó chính là sự kết hợp của đèn màu xanh và đèn màu đỏ sẽ tăng sản sinh collagen. Ngoài ra còn giúp điều tiết dầu và giảm mụn nữa. Tôi từng là một người stress vì da xấu, mọc mụn tùm lum, khóc bù lu bù loa lên, nhưng mà tôi vẫn lười skincare. Và tôi biết là nhiều bác cũng giống tôi. Hồi đấy tôi lười skincare bởi vì tôi rất ghét cái cảm giác mặt lúc nào cũng dính dính. Tôi không thích bôi kem chống nắng đâu bởi vì nó nhớp nháp và bí da. Nhưng rồi một ngày tôi bị chê là ôi dạo này da sạm xuống sắc thế. Thì lúc đấy tôi mới thấy sợ và nghiêm túc tìm hiểu về skincare. Và người lười thì luôn có cách riêng của họ. Thế nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác routine nhanh gọn vào buổi sáng. Chỉ cần như này thôi là da đã đủ khỏe mạnh cho cả ngày.